Không hiểu đâu. Giật tiền á, không hiểu. À, giật tiền á. Ừ. Thế quay như thế này là cũng phải giật tiền á. Ừ. Ôi, thế giả nhiều tiền không? Quay giả tiền không? Quay thì giả tiền. Mà giả giá không ạ? Quay giả tiền không ạ? Ừ. Quay phải giả tiền á. Dạ. Quay thì giả tiền đấy. Đúng rồi, quay giả tiền nhá. Vâng, quay sau thì giả tiền nhá. Với dân tộc đây thì họ nói tiếng Kinh nó cũng kiểu câu được câu không ấy các bạn. Nó cũng không đập đập nghe không được rõ lắm ấy. Đôi khi là mình nghe mà không quen là không hiểu đâu. Dạ. Thì mình quan sát thấy là có bà chị và bán rất là nhiều những đồ củ rừng các bạn. Cái củ rừng này thì nó có những công dụng để làm thuốc chữa bệnh cũng là để ngâm rượu rồi vân vân. Nó rất là nhiều những cái tác dụng tốt các bạn nhé. Cái gì chú? Hả? À, cái này để làm gì chú? Để ngô. À, cái này để ngô á? Mà đi đổ phân đây chị, trồng ngô. À, đem để đổ phân vào đây để đem đi trồng ngô. Vâng. Đi lên dãy ấy. Vâng, đi lên nương, đèo đây. À, đây là tiếng người Mông mình gọi nó là cái gì? Người Mông gọi là cái chín đầu đấy. Chín đầu ấy. Đó, đây, con, chín đầu lắm, cái mùa chứ mà. À, có nghĩa mình để cho phân vào đấy và đem đi để trồng ngô. Đây thì mình quan sát thấy có một bà bán bánh. Bánh này thì chắc là bánh rán rồi đấy các bạn. Đều trông có vẻ hấp dẫn đấy, ngon đấy. Bánh này là bánh rán đúng không bà? Đúng rồi. Vâng. Thế này bà bán bằng bao nhiêu tiền một cái bà? 2.000 một cái. 2.000 một cái à? Lát cháu quay ra cháu mua nhá. Để cháu đi vào trong một xíu. Tại thì mình đang có mặt ở tại chợ phiên Lùng Phình các bạn. Bây giờ thì mình đang ở cái khu vực bên này người ta chuyên để bán ra súc ra cầm các bạn. Đây ví dụ như là các bạn trông thấy đây là một con trâu này. Con trâu thì dân người ta cũng đem ra đây để mua bán và giao dịch với nhau. Đấy. Cái phiên chợ hôm nay thì nó không được đông người lắm mọi ạ. Bởi vì là cũng do tình hình dịch bệnh Covid ấy. Cho nên là cái phiên chợ ngày hôm nay nó cũng khá là vắng luôn đấy. Còn ở đây thì mình cũng có quan sát thấy là có một vài con trâu thôi. Người dân người ta đem ra đây bán. Những cái khu vực ở bên này thì nó sẽ phân tách riêng ra. Là bên này thì bán về gia súc và còn cái thứ thôi. Còn bây giờ thì mình cũng đang có mặt tại bên cái khu này là người ta cũng chuyên bán về các con giống luôn các bạn. Vẫn chủ yếu là những con giống. Ví dụ như là lợn này mọi người. Lợn đen, lợn là bản đấy. Ở bên góc chợ bên kia như lúc ban đầu mình vào ấy thì là cái khu vực đấy thì người ta bán trâu bò thứ. Còn bên này thì người ta bán lợn chó, nhưng mà phiên chợ hôm nay thì nó khá là ít người đi bán và cũng ít người đi mua luôn các bạn ạ. Về tình hình xong Tết ra thì nó cũng nhiều ca bệnh tăng lên, cho nên là người ta cũng hạn chế đi rất là nhiều. Tất cả những cái bao tải này thì ở trong là đều là lợn giống các bạn nhé. Người ta sẽ đúc vào trong cái bao tải này và đem ra chợ để bán. Muốn lợn đấy chị? Lợn này là vẫn bán theo con đúng không cô? Bán theo con à? Thế là như này thì bình quân là sẽ bao tiền một con? Triệu hai một con. Nó sẽ được bao nhiêu cân? 13-14 cân. Đây một con lợn này
người ta sẽ bán khoảng trên 1 triệu các bạn. Nó rơi vào tầm trên chục cân ạ. À, này là giống lợn đen chứ? Giống lợn đen mà. Giống lợn đen. Thì mình đi lên đến khu vực bên trên này thì vẫn chủ yếu là những cái hàng thiết yếu về nông sản các bạn. Nó cũng như các chợ phiên khác thôi. Vẫn chủ yếu là về những cái hàng thiết yếu. Người dân người ta bán các đồ dùng làm nương, làm rẫy các thứ. Rồi là người đi mua thì vẫn chủ yếu là đồng bào dân tộc các bạn ạ. Mình đi vào đến bên trong khu vực trong chợ ấy. Đến cái khu vực hàng ăn thì mình thấy ở đây là có một gian hàng của một bà bán cái món đó gọi là món theo tiếng người Kinh mình ấy, gọi là cái món ốc đậu ấy các bạn. Đấy. Đấy cái món ăn này thì nó cũng khá là đặc biệt luôn. Được người đồng bào dân tộc họ nấu chế biến theo cái kiểu riêng của người ta. Và người ta sẽ để phục vụ vào những cái phiên chợ. Và chợ phiên ở đây thì nó sẽ chỉ họp vào một ngày duy nhất trong tuần, đó là vào buổi thứ 6 các bạn nhé. Đó là buổi thứ 6 hàng tuần. Đây các bạn này, xem kiểu ốc đậu. Cái này gọi theo tiếng Mông là như thế nào mà nhỉ? Mày méng. À. Tiếng Mông là máu quả chứ. Đây gọi theo tiếng Mông là mày méng, còn theo tiếng người Kinh mình gọi là ốc đậu các bạn. Máu quả là tiếng Mông. À. Máu quả. Máu quả. Ê, tiếng Mông đi. Tiếng Mông là máu quả. Rượu này uống được không chú? Rượu uống được không chú? Ngon không? Ngon chứ. Uống rượu này thì phải mấy lít thì mới say được. Này. Chẳng biết. Nó uống nhiều mới say nhiều. Rượu này 1 lít đã say rồi à? Nửa lít là say rồi. Chứ rượu này cũng nặng đây nhở? Bà sao đấy? Đây là rượu ngô các bạn. Rượu ngô người dân tộc Vũ Lấu. Vũ Lấu đem đến cái phiên chợ phiên này thì người ta đem ra bán. Có là những người ta đi mua thì cũng sẽ xách can nhỏ đi ra để mua. Ai dùng bao nhiêu thì mua bao nhiêu thôi. Đấy. Vàng sao đó. Khi mua rượu đây thì mình cũng uống thử. Uống thử xem là ngon thì mới mua. Không hiểu đâu. Giả tiền á, không hiểu. Giả tiền á. Thế quay như thế này là cũng phải giả tiền á. Ừ. Ôi, thế giả nhiều tiền không? Quay giả tiền không? Quay phải giả tiền không? Quay phải giả tiền đấy. Đúng rồi, quay giả tiền nhá. Vâng, quay sơ thử giả tiền nhá. Với dân tộc đây thì họ nói tiếng Kinh nó cũng kiểu câu được câu không ấy các bạn. Cũng không đập nghe không được rõ lắm ấy. Đôi khi là mình nghe mà không quen là không hiểu đâu. Cái này phải cái chi với cái đuôi đấy. Mình lấy trên núi này xuống này. Cái cây này là cây thông để mình trồng thông cảnh ấy. Ở đây. Thông cảnh, trồng làm cảnh thôi. Làm cảnh làm nhà. Có chiều. Cái này là bán theo bó như này à? Trồng bó trồng dưới một bó. Trồng dưới một bó. Vâng. Cây này trồng nó có dễ sống không chú? Đúng, sống tốt. Sống lòng bó đi. Ờ,
đây cái này cháu sẽ quay cho chú xong rồi cháu giới thiệu cho du khách ở khắp nơi họ về du lịch thì họ sẽ mua cho chú nhá. Vì cháu chỉ đi quay thôi. Đấy là cây thông cảnh nhá. Thông này thì người ta lấy ở trên rừng về các bạn. Đó là người ta sẽ bó từng bó như này để đem ra chợ bán. Trồng làm vừa làm cảnh có mát. Thông này thông cảnh nhá, thông đặc biệt đấy các bạn. Không như là cảnh nơi nó chảy. Đúng rồi, đây các bạn xem kỹ này. Cái này nó đặc biệt chứ nó không kiểu như là những cái thông dầu. Trình tin linh rồi, trình tin linh rồi. Cái này vừa đi lấy hôm qua về. Cái này bán bao nhiêu tiền một cân? Cái này bán lẻ 15. Lẻ 15 nghìn một cân á. Đây là măng rừng người đồng bào dân tộc họ đi đào chân núi về họ đem ra chợ kia này để bán đấy các bạn. Măng này là măng đắng này đúng không? Vâng. Măng đắng này là người ta đang bán là trên này là bằng 15 nghìn một cân đấy các bạn. Măng này thì hộp chấm chấm chéo ăn ngon nhỉ. Các bạn ơi, cái chợ phiên của Lùng Phình này ấy thì buổi ngày hôm nay người ta đi họp nó cũng rất là ít, nó thưa người các bạn ạ. Bởi vì là tình hình dịch bệnh ấy, và mình cũng đi quan sát và chủ yếu muốn quay để cho các bạn biết đến về cái phiên chợ gia súc gia cầm của người dân tộc Hơ Mông ở đây ấy. Nhưng mà vì hôm nay là cái phiên này người ta đi họp cũng ít lắm, nên là mình cũng chỉ ghi lại được những cái hình ảnh như vậy thôi và truyền tải lên để cho các bạn biết đến cái chợ phiên của Lùng Phình của Simacai, Lào Cai các bạn. Bây giờ chắc là mình sẽ xin phép được kết thúc video ở đây các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những video tiếp theo ạ.